Một ngày ở tại Mỹ làm ra 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu anh chị em ạ. Anh chị em có tin không? Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ricky Review in Canada. Xin chúc cô chú anh chị em cuối tuần vui vẻ và thành công, công việc được thuận lợi và hạnh phúc nha. Và hôm nay em xin chia sẻ và phản biện một cái nội dung mà Việt Kiều Mỹ nói ở tại đất nước Mỹ. Ở bên Mỹ đó nha, quý vị làm một ngày đó nha, quý vị ra tiền Việt Nam đó nha. 4-5 triệu đồng một ngày á. Một ngày làm ở Mỹ là 4-5 triệu đồng. Quý vị nghĩ xem ở Việt Nam làm bao lâu mới được 4-5 triệu. Hả? Các anh chị em ở Việt Nam làm bao lâu mới được 4-5 triệu. Hả? Tháng đúng chưa? Đúng chưa? Trong khi đó bên Mỹ này, các cô chú chị vũ neo chỉ vũ một ngày thôi đó. Một ngày người ta đi gọi là vũ neo thôi đó. Cái bên Việt Nam gọi là cổng ống đó, một ngày cổng ống thôi đó. Đó, cái diễn viên là gì quý vị? Cái mấy đồng hồ, cái đồ đỏ với mấy nước cực đoan, cái gì kìa thất bại quý vị. À, cô chú anh chị em thấy không? Chính vì những cái lời nói như thế này, họ luôn luôn vẽ ra một cái màu hồng cho những cái dịch vụ môi giới không có lương tâm. Vẽ ra một cái màu hồng để khi mà người ta qua bên Mỹ hay qua Canada một cái rồi người ta ngỡ ngàng. Vâng, đó là sự thật. Và đây chính là những người Việt kiều nổ. Anh chị em nhớ giùm em, đi Mỹ, đi Canada, cái số tiền mà 3, 4 triệu, 5 triệu trên một ngày, đó là chuyện rất là bình thường. Bạn này chỉ là lao động phổ thông thôi. Bạn này chỉ là công nhân mà thôi. Công nhân ở tại đất nước Mỹ không có trình độ thì phải bắt buộc phải đi làm công nhân. Không có tiếng Anh thì bắt buộc không bao giờ ngồi được làm bằng giấy như thế này. Thì đi làm công nhân thì 200 đô là khoảng được 5 triệu đi. Em cho là 5 triệu. 200 đô mà anh chị chia ngược ra lại cho 8 tiếng là có phải là 1 giờ của khoảng là 25 đồng không? 25 đồng chỉ là lao động phổ thông ở tại đất nước Mỹ. Lao động chân tay, lao động bằng sức lực thì khác gì ở Việt Nam mình là lao động phổ thông. Nhưng mà bạn ấy ngạo nghễ, bạn ấy khè, bạn ấy lại nói rằng là một giờ ở tại đất nước Mỹ bằng một ngày ở tại Việt Nam. Cái đó là một sự so sánh ngốc nghếch, một sự so sánh mà dại khờ, một sự so sánh của một cái kẻ không có học và sự so sánh của những kẻ mà vô lương tâm, vô đạo đức. Anh chị em biết, ở tại đất nước Mỹ và cũng như Canada, cái chi phí thuê một cái nhà có thể lên 1.000. Em cho đơn giản thôi ha, bạn này cứ nói là 5 triệu trên một ngày đi, thì em cho là 200 đồng. 200 đồng mà nhân cho 24 là có phải một tháng bạn đó làm khoảng 4.800 không ạ? 4.800 thì là lương công nhân 100% rồi, lương lao động phổ thông ở đó rồi. 4.800 trừ đi thuế khoảng 20%, em nói đơn giản giống như bang của em thôi. Thì nó còn lại là 3.840. Sau thuế sẽ là 3.840. Trừ đi tiền mortgage hay còn gọi là tiền đi vay. Và có thể rằng là bạn này có thể là ở nhà thuê thì có thể em trừ đi khoảng 1.000. Thì còn là 2.840. Trừ tiền ăn hai vợ chồng cộng với con cái nữa thì còn lại khoảng cỡ 1.840. Trừ đi tiền bảo hiểm, tiền điện thoại, tiền internet, em cho khoảng 400 nữa. Vậy thì quý vị coi thử ra được bao nhiêu, còn được bao nhiêu và có khả năng được đi du lịch hay không. Giống như ở Việt Nam ta thích thì hôm nay chạy lên Đà Lạt chơi, ngày mai về, mốt đi Nha Trang chơi, đi về bữa kia đi Mũi Né chơi, hoặc là đi Hà Long chơi, tất cả mọi thứ là người dân Việt Nam mình. Tuy nói một câu công bằng lại, đất nước Việt Nam nghèo, nhân công rẻ, tất cả mọi thứ đều rẻ, nhưng mà về áp lực về mặt tinh thần, áp lực về mặt vật chất, áp lực cần phải dùng tới thuốc ngủ, cần với thuốc an thần thì là hình như là Việt Nam mình gần như là không có. Nhưng đất nước Mỹ, anh chị em xem cái video này của một người Mỹ ở bạn em, link em để comment ở phía bên dưới, thì anh chị em xem nè. Đó, người Mỹ ở Việt Nam còn nói rằng là chi phí ở tại đất nước Mỹ cực kỳ đắt đỏ. Chi phí đất nước Mỹ rất là nhiều thứ. Cho nên chính vì vậy anh ta đã tìm về đất nước Việt Nam trong một chuyến đi du lịch. Nó là người bạn của em đang sống ở tại Việt Nam. Em cũng mới vừa gặp bạn ấy trong tháng vừa rồi. Và cũng chia sẻ với nhau, gặp nhau, nói chuyện, ăn uống này nè cái kiểu. Bạn nói rất là thật tình. Tụi mình không bao giờ dựng chuyện, không bao giờ dựng lên mỗi câu chuyện khác nhau. Vậy thì nếu mà bạn này về với đất nước Việt Nam thì bạn này gọi là có gọi rằng là người Mỹ thất bại không ạ? Đúng không ạ? Và đây là một người Mỹ, họ nói lên cái sự thật. Cũng giống như Phúc Mập cũng đã nói rất là nhiều về cuộc sống của đất nước Mỹ.
áp lực dữ dằn lắm, áp lực dữ dằn lắm. Nhưng mà cái người thanh niên này cố tình nói ngược, nói ngang, nói để tăng bốc lên. Nhưng mà bản thân của cậu ta chỉ là một người không có trình độ, không có văn hóa, không có giáo dục, cũng như rằng là không có bằng cấp, thì bắt buộc phải làm cái mức lương là 3-5 triệu trên một ngày, đúng không ạ? 3-5 triệu trên một ngày, đó là lao động phổ thông. Còn nếu mà ta đã là engineer, hoặc là một người kỹ sư, hay là một người doctor, hoặc là một người teacher chẳng hạn, thì họ đã là bao nhiêu? Anh chị em biết rồi gì? Có thể là 50 đồng một giờ, và tính ra là có thể là 11-12 triệu trên một ngày. Thì họ là những người lao động tầm thường ở tại đất nước Mỹ, nhưng mà họ phỉ báng, chửi chính quê hương, tính cái nơi mà đất nước của mình đã sinh ra nó và đã cho nó cái tiếng nói, đã cho nó tất cả mọi thứ, cái hình hài đó, nhưng mà nó cố tình nó thoát việc. Vậy thì cô chú anh chị em có nghĩ rằng là nó thoát được việc hay không? À, và nhiều lần em đã làm video em phản biện và em nói thẳng vào mặt nó đó, em nói nó là bây giờ thôi mày cứ nói tiếng Anh đi, cho đất nước Mỹ người ta hiểu. Và Donald Trump á, ổng về Việt Nam, ổng không làm hợp tác toàn diện nữa. Vậy đi, và cho cả thế giới biết luôn, chứ mình chỉ dùng tiếng Việt để mình chửi đúng với quê hương, thì đó chính là gia đình của bạn này vô văn hóa. Dòng họ bạn này đó là bị thiếu hiểu biết, không dạy con bạn. Đó là một trong những cái con người thất đức nhất, sống không có trước có sau. Đó. Vậy thì bây giờ có phải rằng là cái nội dung của nó nói rằng là đi qua Mỹ lương cỡ như vậy, thì vô hình dung là tạo ra cái sự lừa đảo của giới môi giới không? Và bây giờ anh chị em thấy rồi, tràn lan những cái vụ môi giới, và môi giới để mà đi xuất khẩu lao động, đi qua Mỹ luôn cơ, đi qua Canada luôn cơ. Xưa giờ chỉ nghe Hàn và Nhật và Đài Loan, nhưng bây giờ lại môi giới xuất khẩu lao động qua Canada luôn. Thì cũng vì những cái lời nói của những Việt kiều nổ giống vậy. Đó. Thì em mong rằng là cô chú anh chị em ở tại Việt Nam, có con, có cháu, có anh, có em muốn đi đất nước Mỹ, thì hãy tìm những người Việt kiều chân chính ở tại Mỹ để mà tìm hiểu. Việt kiều chân chính ở tại đất nước Canada để tìm hiểu. Chứ xuất khẩu lao động hay là xuất khẩu đi qua bên đó không có đâu. Là một cái, thứ hai nữa, không có cái mức lương đó đâu. Anh chị phải thu và anh chị phải chi đúng đất nước đó, chứ không có thể nào về Việt Nam chi được. Giả sử giống như anh chị ăn một cái tô phở ở tại đất nước Việt Nam 70.000, 50.000 là cùng, nhưng mà anh chị ăn bên đó là 15, 17, 19 đồng. Đó là một trong những cái mà nó không có nói. Anh chị em mua một bó rau ở tại đất nước Mỹ, nó đắt đỏ hơn một bó rau ở tại đất nước Việt Nam, thì thu ở đâu là chi ở đó thôi, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà thu ở tại đất nước Mỹ mà ship hàng từ bên Việt Nam qua ăn, tiền ship với tiền logistics đó nó cũng ăn hết tiền, cũng bằng cái giá mình mua ở tại đất nước Mỹ thôi. Đó. Thì hôm nay em làm video này để em phản biện lại cái nội dung một ngày mà làm được là 5 triệu ở tại đất nước Mỹ, để cho cô chú anh chị em chia sẻ cho cộng đồng mạng. Anh chị em nhớ bấm follow kênh của em nha. Và em xin cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo.